Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải một đề thi giữa học kỳ 2 toán lớp 5 nhé. Năm học 2019-2020. Đây là đề số 8 nhé. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm nhé. Để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài cải giảng cho các em xem nhé. Giờ bây giờ thầy sẽ cho đề bài chạy từ trên xuống dưới nha. Cho các em xem qua một lượt nhé. Giờ các em có thể tạm dừng video và làm thử. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nhé. Các em làm tới đâu thì các em tạm dừng tới đó nhé. Như vậy là tất cả là 10 câu nhé. Giờ mình làm thử cái đề này xem mình làm được bao nhiêu phần trăm và làm đúng hết hay không, đúng không nào? Rồi, bây giờ thầy bắt đầu giảng bài nha. Giờ câu số 1, 4 phần 5 viết dưới dạng phân số là bao nhiêu? Như vậy 4 phần 5 viết dưới dạng phần, số hợp phân nha. 4 phần 5 viết dưới dạng số hợp phân là bao nhiêu? Như vậy 4 phần 5 có nghĩa là 4 chia 5. 4 chia 5 thì bằng 0,8, đúng không nào? Như vậy câu số 1 này đáp án đúng sẽ là đáp án C nha. 4 phần 5 chính là 0,8 nha. Tiếp theo là câu số 2, chữ số 5. Trong số 32.569 thuộc hàng nào? Như vậy mình thấy ngay phía trước dấu phẩy, số 2 đây là hàng đơn vị, đúng không nè. Như vậy số 5 sau dấu phẩy thì sẽ là phần 10 nha. Kiểm tra các đáp án ABCD, đáp án phần 10 sẽ chính là đáp án C, đúng không nè. Như vậy câu số 2 này mình sẽ chọn đáp án C nha. Giờ ở đây là đáp án B nha. Đáp án B này đáp án C. Rồi như vậy là câu số 1 mình sẽ chọn đáp án B là 0,8. Còn câu số 2 mình sẽ chọn đáp án C là phần 10 nha. Tiếp theo là câu số 3. Số thích hợp để điền vào chỗ trống là bao nhiêu? 0,15 mét khối đổi qua decimet khối, đúng không? Như vậy các em nhớ là đổi từ mét khối qua decimet khối thì mình nhân cho bao nhiêu nè. Mình sẽ nhân cho 1.000, đúng không nè. Như vậy mình sẽ lấy 0,15 nhân cho 1.000, đúng không nè, sẽ bằng là 150. Giờ 150 sẽ là đáp án nào nè, ABCD chính là đáp án B, đúng không nè. Như vậy câu số 3 này đáp án đúng sẽ là đáp án D, B nha, 150 nha. Giờ tiếp theo câu số 4. Giờ câu số 4, một lớp học có 36 học sinh, trong đó có 9 học sinh được xếp loại giỏi. Tỷ số phần trăm của số học sinh giỏi so với số học sinh cả lớp là bao nhiêu? Như vậy là cả lớp học là 36 học sinh, trong đó có 9 học sinh giỏi. Như vậy tỷ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh cả lớp thì mình sẽ lấy 9 chia cho 36, có nghĩa là sẽ phải phân số 9 phần 36, đúng không nè. 9 phần 36 có nghĩa là 9 chia 36 thì bằng 0,25. 0,25 mình chuyển 10%, có nghĩa là mình nhân cho 100, đúng không nào? 0,25 nhân cho 100 bằng 25. Như vậy kết quả ở đây sẽ là 25%, đúng không nào? Giờ như là câu số 4 này đáp án đúng sẽ là đáp án nào nè? Đáp án A, đúng không nào? Đáp án A 25% là đáp án đúng nha. Như vậy câu số 4 này mình sẽ chọn đáp án A nhé. Tiếp theo câu số 5. Hình tròn có bán kính R bằng 4,4 decimet, vậy chu vi hình tròn là bao nhiêu? Như vậy để làm được câu này thì mình phải nhớ là công thức tính chu vi hình tròn, đúng không nè. Như vậy công thức của chu vi hình tròn tính là mình sẽ lấy bán kính nhân 2 nhân cho 3,14, đúng không nè. Như vậy mình sẽ lấy 4,4 nhân cho 2 nhân tiếp cho 3,14. Giờ 4,4 nhân 2 nhân 3,14 sẽ bằng bao nhiêu nè? Các em tính thử xem. Như vậy kết quả sẽ là 27,632, đúng không nè. Như vậy là kết quả là 27,632, 27,632, 27,632 chính là đáp án C, đúng không nè. Như vậy là câu số 5 này đáp án đúng sẽ là đáp án C nha, 27,632 decimet nha. Tiếp theo là câu số 6, giá trị của biểu thức 201 chia cho 1,5 và cộng cho 2,5 nhân 0,9 là bao nhiêu?
Như vậy ở đây mình phải có phép chia, phép nhân, phép cộng. Như vậy mình sẽ hưởng phép chia, phép nhân trước. Giờ sau đó mình mới thực hiện phép cộng đúng không? Như vậy ở đây mình thực hiện phép chia. Mình lấy 201. Mình chia cho 1,5 trước đúng nè. Như vậy phép chia ra sẽ ra là 134 đúng nè. Giờ sau đó mình thực hiện phép nhân bên đây. Mình sẽ lấy 2,5 nhân cho 0,9. 2,5 nhân cho 0,9 sẽ bằng là 2,25 đúng nè. Mình thực hiện phép chia và thực hiện phép nhân, rồi sau đó mình mới lấy hai này cộng lại nha. Như 134 cộng cho 2,25 thì chắc chắn sẽ bằng 136,25 đúng nè. Giờ mình kiểm tra cái đáp án ABCD, đáp án nào sẽ là 136,25, đáp án nào này chính là đáp án B đúng này. Như vậy câu số 6 này mình sẽ chọn đáp án B nha, 136,25. Tiếp theo là câu số 7. Muốn làm một cái hộp chữ nhật dài 10 cm, rộng 4 cm và cao 5 cm. Không có nắp và không tính các mép dán, bạn mình cần dùng miếng bìa có diện tích bao nhiêu? Như vậy ở đây là có một cái hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao đúng không? Mình làm cái hộp mà không có nắp. Như vậy trước hết mình sẽ tính diện tích xung quanh, sau đó mình sẽ tính diện tích một mặt thôi. Có nghĩa là cái hình hộp chữ nhật này người ta làm 5 mặt thôi chứ không 16 mặt đúng không? Như vậy thầy sẽ tính nháp cái phần diện tích xung quanh đúng không? Diện tích xung quanh thì bằng cái gì nè? Diện tích xung quanh thì sẽ bằng chiều dài cộng chiều rộng đúng không nè? Chiều dài cộng chiều rộng, tất cả nhân cho 2, đó là chiều quy đáy, nhân tiếp cho chiều cao là 5 đúng không? Giờ như vậy diện tích xung quanh sẽ bằng bao nhiêu nè? Chiều dài cộng chiều rộng nhân 2 nhân chiều cao. Như vậy 10 cộng 4 thì bằng 14 nè. 2 nhân 5 là 10. 10 đây là 14 nhân cho 10 có nghĩa bằng 140. Đúng không nè? Đây là diện tích xung quanh. Tiếp theo thì mình sẽ tính tiếp ra diện tích đáy đúng nè. Diện tích đáy thì mình lấy chiều dài nhân chiều rộng, có nghĩa là mình lấy 10 nhân cho 4 thì sẽ bằng 40 đúng không nè. Giờ bây giờ mình sẽ lấy diện tích xung quanh cộng cho diện tích đáy thì mình sẽ ra cái diện tích miếng bìa đúng nè. Như giờ 410, 410 mà cộng 40 thì sẽ bằng 450 đúng nè. Rồi như giờ kết quả cuối cùng sẽ là 450 cm vuông đúng nè. Giờ kiểm tra cái đáp án ABCD. Ở đây là 140 nha. 10 cộng 4 là 14, như là 140. 140, bên đây là 40, như vậy 140 cộng 40. 140 cộng 40 bằng 180 đúng không nè? Giờ mình tính ra hồi nãy tính nhầm chỗ này đúng không nè? 10 cộng 4 bằng 14. 2 cộng 5 là 2 nhân 5 là 10. 14 nhân cho 10 bằng 140. Giờ 10 nhân cho 4 thì bằng 40 và 140 nhân cho 140 cộng 40 thì bằng 180. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 180 cm vuông nha. Như vậy câu số 7 này đáp án đúng sẽ là đáp án D nha. Đúng không nè? Giờ tiếp theo là câu số 8. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng. Một hình lập phương có diện tích một mặt là 16 cm. Như vậy mình nhớ là diện tích hình lập phương là một hình có 6 mặt, mỗi mặt đều là hình vuông đúng nè. Như vậy người ta cho diện tích một mặt có nghĩa là diện tích của hình vuông. Diện tích hình vuông có nghĩa là cạnh nhân cho cạnh đúng nè. Cạnh nhân cạnh bằng 16 thì mình suy ra được là cạnh sẽ bằng bằng 4 đúng nè. Như vậy mình sẽ tính thể tích hình lập phương, mình sẽ lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh. 4 nhân 4 16 nhân 4 nữa sẽ bằng 64 đúng không? Như vậy thể tích ở đây sẽ là 64. 64 gì nè? Cm khối đúng không nè? Rồi, như vậy là xong câu số 8 nha, mình sẽ qua tiếp câu số 9 nha. Phần 2 tự luận nè, câu số 9 nè, tính. Ở đây phép cộng phép chia mình thực hiện phép chia trước giờ cộng đúng không nè. Đây phép chia. Giờ câu số 9 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 9. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ câu số 9 em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha.
Giờ như vậy ở đây có phép cộng, phép chia mình phải thực hiện phép chia trước đúng nè. Như vậy là 48,5 mình viết lại nè. Dấu cộng viết lại, giờ thực hiện phép chia ha. Mình sẽ chia ngoài nháp nhé. 19,152 chia cho 3,6 thì bằng bao nhiêu nè? 19,152 chia 3,6 thì sẽ bằng là 5,32 đúng không nè? Giờ bây giờ mình thực hiện phép cộng thôi. Mình sẽ lấy 48,5 cộng cho 5,32. Giờ 48,5 cộng cho 5,32 sẽ bằng bao nhiêu nè? Kết quả là 53,82 đúng không nè? Giờ tiếp theo câu B nha. Câu B các em làm xong chưa nè? Giờ mình sẽ lấy 12,45 chia cho 0,05 luôn. Bây giờ 12,45 chia cho 0,05 sẽ bằng bao nhiêu này? Bằng 249 đúng không? Giờ ở đây phép chia thời gian. Giờ ở đây thầy nhẩm cho các em xem luôn nha. 16 phút mình chưa hết, mình lấy 16 phút chia cho 3 đúng không nào? Như vậy 16 chia 3 được 5, 5 phút nha. 5 phút nhân 3 là 15 đúng không nào? 3 nhân cho 5 phút là 15 phút, 16 chia 15 phút còn 1 phút. 1 phút sẽ bằng 60 giây. 60 giây cộng với 15 nữa, giây nữa là 75 giây. Như vậy 75 chia 15 bằng bao nhiêu? 75 giây mình sẽ chia tiếp cho 3 đúng không nào? 75 chia cho 3 thì bằng bao nhiêu này? Bằng 25 đúng không nào? Như vậy có nghĩa là kết quả cuối cùng sẽ là 5 phút 25 giây nha. Đúng không nào? Thầy sẽ nhẩm lại cho các em xem nha. Trước hết mình lấy 16 phút chia cho 3 sẽ bằng 5 phút. 5 phút nhân cho 3 bằng 15, 16 chia 15 phút thì còn 1 phút. 1 phút mình đổi qua giây bằng 60 giây. 60 giây cộng với 15 giây nữa là 75 giây. 75 giây chia cho 3 thì sẽ bằng 25 giây đúng không ạ? Giờ câu số 9 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 10 luôn nha. Giờ câu số 10, nhà bác Nam được khung chia một khối ruộng hình khang có hai đáy lần lượt là 75m và 55m. Chiều cao khối ruộng bằng trung bình cộng của hai đáy. Vụ đông vừa qua bác Nam trồng ngô trên khối ruộng đó. Trung bình thì mỗi mét vuông thu hoạch được 0,7 kg ngô. Hỏi vụ đông vừa qua thì bác Nam thu hoạch được bao nhiêu kg ngô trên cả khối ruộng đó? Như vậy ở đây người ta cho là nhà bác Nam có được khum chia một khối ruộng hình khang có hai đáy lần lượt là 77m và 55m. Chiều cao khối ruộng bằng trung bình cộng của hai đáy. Như vậy trước hết mình tính chiều cao. Trung bình cộng có nghĩa là mình lấy 77 cộng 55 chia 2 đúng không nè. Giờ có hai đáy, có chiều cao mình sẽ được tính được diện tích hình khang đó đúng không nè. Có diện tích hình khang thì người ta nói là 1 mét vuông thì thu hoạch được là 0,7 kg ngô. Như vậy mình lấy diện tích nhân cho 0,7 thì sẽ ra là kg ngô của khối ruộng đó đúng không? Câu thứ 10 này cũng vậy đúng không? Giờ câu số 10 này, các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 10. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nhé. Giờ như vậy là trước hết mình sẽ tính chiều cao đúng không nào? Chiều cao khối ruộng. Chiều cao khối ruộng là như vậy trung bình cộng có nghĩa là mình sẽ lấy 77 cộng 55 chia 2 nha. 77 cộng 55 chia cho 2. Giờ mình sẽ thực hiện tính quay nháp sau kết quả bằng bao nhiêu nha. 77 cộng 55 thì bằng 132. 132 chia 2 thì bằng là 66 đúng không? Như vậy kết quả là 66m nha. Giờ có độ dài hai đáy, có chiều cao mình sẽ tính diện tích của khối ruộng nha.
diện tích hở ruộng thì mình sẽ lấy độ dày hai đáy nhân cho chiều cao chia cho 2 đúng không nào? Như vậy là mình sẽ lấy độ dày hai đáy là 77 cộng 55 nhân cho chiều cao ở đây sẽ là 66 và chia cho 2 đúng không nào? Mình thấy là 77 cộng 55 chia cho 2 thì chính là 66. Như vậy có nghĩa là ở đây mình sẽ lấy 66 nhân cho 66 nha. Kết quả sẽ là 4.356 nha, 4.356 mét vuông đúng không nào? Giờ có diện tích hở ruộng mình sẽ tính số kg ngô thu hoạch được đúng không nào? Số ngô thu hoạch được là số ngô thu hoạch được là như vậy mình sẽ lấy 4.356 nhân cho 0,7 vì mỗi mét vuông mình thu hoạch được là 0,7 kg đúng không nào? Giờ mình thực hiện phép nhân ở ngoài nha. 4.356 mình nhân cho 0,7 sẽ bằng bao nhiêu này? 3.049,2 kg đúng không nào? Giờ cuối cùng mình sẽ đáp số luôn. 3.049,2 kg này. Giờ câu số 10 này có em là có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em giải một đề thi giữa học kỳ 2 toán lớp 5 đề số 8 nha. Nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.